đây quý chị ơi, chào mừng quý chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của em Thiên Hoàng Bất Động Sản nha. Thì hiện tại Thiên Hoàng đang có mặt tại thôn Vĩnh Điền Thượng, xã Vĩnh Hiệp thuộc thành phố Nha Trang nha quý chị. Thì vị trí này đang có hôm nay đang có một cái căn nhà vườn rất đẹp luôn, rất là nhiều cây xanh đó. Và khi quý chị mua cái căn nhà vườn này á, thì mình sẽ được tặng toàn bộ nội thất trong nhà luôn đó. Thì cái vị trí này mà nếu mình về tới trung tâm của thành phố Nha Trang á, là mình đi tới ga Nha Trang là mình đi khoảng 2,4 km nha quý anh chị, thì rất là gần luôn. Và đặc biệt là nó cách đường chính là đường cầu dưới Phú Nông của xã Vĩnh Ngọc á, là đi khoảng 20 m thôi. Mình chỉ đi theo đường này là mình ra khoảng 20 m. Và mình đi ra tới đường chính là đường 23 tháng 10 nha quý anh chị, là mình đi khoảng 140 m thôi nha quý anh chị, rất là gần luôn. Đó, và đường là ô tô vô tới nơi luôn. Đó, thì căn nhà vườn này có tổng diện tích là 174 m vuông và có sẵn là 55 thổ cư. Và nhà, cái căn nhà vườn của mình á, là xây dựng đã hoàn công hết trên sổ rồi nha quý anh chị. Diện tích sàn là 110 mét vuông. Và khi quý anh chị mua á, là sẽ để lại toàn bộ nội thất cho mình luôn nha quý anh chị, là quý anh chị chỉ cần xách ba lô vô và ở thôi. Và gia chủ đang chào bán cái căn nhà này là chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi nha quý anh chị. Đó, 5 tỷ rưỡi và còn thương lượng. Giấy tờ là đầy đủ, pháp lý rất là ok. Đó, thì để quý anh chị không chờ đợi lâu nữa thì em sẽ quay cho quý anh chị tổng quan về cái căn nhà vườn này, rồi cái đường vào cho quý anh chị cùng xem dễ hình dung hơn nha. Thì đây là phía trước căn nhà vườn của mình nha quý anh chị. Đó, đây thì em sẽ giới thiệu phía trước cái mặt tiền nha quý anh chị. Thì cái đường hiện trạng phía trước nhà mình là rộng khoảng 3 mét nè, và nó sẽ thông vô trong kia và thông ra ngoài đây. Đó, thì cái đường này là đường ra cầu dứa Phú Nông nha quý anh chị. Thì em quay cái mặt tiền cho quý anh chị xem nè. Thì phía trước nhà mình sẽ có cái cổng vào ở nhà, thì ô tô sẽ vô tới đây. Còn đây là phía trước căn nhà vườn của mình ở nhà quý anh chị. Đây, nhà vườn của mình đây. Tổng diện tích là 174 mét vuông. Đó, cái mặt ngang của mình là hơn 13 mét và sâu vô trong là gần 12 mét nha quý anh chị. Thì quý anh chị quan tâm thì cứ kết nối Zalo với em, thì em sẽ gửi cho quý anh chị thông tin sổ sách của cái căn nhà mình nha. Đó, thì để em giới thiệu phía trước cái đường cho. Thì cái nhà mình là hẻm 59/2 đường cầu dứa Phú Nông nha quý anh chị. Đó, thì cái đường đi ra cầu dứa Phú Nông sẽ là đường này nha. Đó, tức là mình đi ra khoảng 20 mét là mình sẽ ra tới đường cầu dứa Phú Nông nè quý anh chị. Đó, chỗ đang xe đang đi ra đó, để em quay cho quý anh chị xem nha. Đó, tức là cách đường chính cầu dứa Phú Nông là khoảng 20 mét thôi nha quý anh chị. Đường ô tô là vô tới nơi nha. Phía trước mình là có một cái tiệm tóc nè. Đó, cái đường từ hướng này mình đi ra đường chính là đường 23 tháng 10, mình đi khoảng 140 mét nha quý anh chị. Còn và cái khu cái miếng đất của mình á, nó sẽ nằm liền kề với khu tái định cư của Vincent Vĩnh Điềm Trung, là khu đô thị Vĩnh Điềm Trung á. Cách ngay chỗ chiếc xe tải đang đi quý anh chị, cách đây khoảng 150 mét là khu tái định cư của Vincent Vĩnh Điềm Trung. Và cách khoảng 200 mét là tới khu đô thị Vĩnh Điềm Trung nha quý anh chị. Đó, là khu đô thị Vĩnh Điềm Trung là khu đô thị rất là nổi tiếng tại khu vực thành phố Nha Trang, tại xã Vĩnh Hiệp luôn. Đi tới chỗ kia mình sẽ con đường đi lên. Và chỗ này thì nó gần khu đô thị cho nên nó sẽ được hưởng rất là nhiều cái tiện ích của khu đô thị, như là siêu thị Go, là siêu thị rất là lớn của Nha Trang. Ngày xưa là siêu thị Big C đó quý anh chị, thì cách đây là khoảng 750 m. Và cách khoảng 500 m là mình sẽ có một cái trường, đó là trường liên cấp quốc tế Singapore Nha Trang, rồi bệnh viện đa khoa Nha Trang Sài Gòn cũng trong bán kính 500 m thôi. Đó, rất là gần luôn. Và từ đây mình đi tới chợ Vĩnh Ngọc là mình đi khoảng 1 km. Đó, nhà quý anh chị đi thẳng đường này thôi. Và cái nhà mình sẽ vô trong cái đường này. Đó, phía trước nhà mình nè, để em quay cho quý anh chị xem nè, là có tiệm uống tóc nè. Đó, thì đi vô đây. Thì vô đây là cái đường rộng khoảng 3 mét tới 3 mét rưỡi, 3 mét rưỡi tới 4 mét nha quý anh chị. Đó, thì căn nhà vườn mình sẽ vô trong đây. Đó, đầu đường có tiệm cắt tóc gội đầu nè. Đó, chỗ này ô tô vô được. Đó, vô trong khu dân cư trong kia luôn. Đó, và căn nhà vườn của mình là nhà này nha. Đó, phía trước là sẽ có cái cổng vào nè, cho nên khu vực này rất là an ninh. Đó, thì em giới thiệu tổng quan lại cái lô đất nha. Tổng diện tích đất là 174 mét vuông. Đó, thổ cư là có sẵn là 55 mét vuông thổ cư. Đó, ngang mặt trước đây nè quý anh chị là 13 mét nha. Và sâu vô trong á là hơn là gần 12 mét. Đó, em quay bên trong này cho quý anh chị xem. Bên trong này cũng có khu dân cư, bên trong cũng có một hai hộ trong đây. Đó, đất nhà mình là gia chủ đã xây cái ranh giới hết rồi nha quý anh chị. Đó, nhà mình đây, nhà này là nhà 2 tầng nè.
là gia chủ đã xây dựng hoàn công hết rồi, nhà xây dựng rất kiên cố nha quý anh chị, mê đúc đầy đủ, có ban công, khu nội thất có hai phòng ngủ, một nhà hai nhà vệ sinh, rồi có là phòng thờ, rồi phòng khách ở dưới cũng rất là rộng, dưới bếp cũng rất là rộng luôn quý anh chị. Bây giờ em vô trong em quay cho quý anh chị cùng xem nha. Đây phía trước thì mặt tiền đó, phía trước đây gia chủ xây hai cái trụ rất là chắc chắn luôn, ốp mấy cái vịt đá rất là đẹp nè quý anh chị. Cửa là cửa sắt này, đó, cửa sắt. Phía trước căn nhà của mình đây, đó nhà là mình dạng xây nhà vườn đó, rất là đẹp luôn. Nó cái sân vườn này, chỗ này có cái chỗ cái bộ ghế để mình ngồi đó, chỗ này hướng là hướng bắc cho nên rất là mát nha quý anh chị. Gia chủ thì rất là người rất là thích cây xanh cho nên là trồng rất là nhiều cây xanh nè quý anh chị. Đó, chỗ này có cái cây cảnh này, rất là đẹp luôn. Đó. Chỗ này cũng sẽ có một bộ ghế nữa nè. Đó, ghế xích đu. Đó, nhà mình đây. Em quay phía trước chú cho quý anh chị xem nha. Ở đất mình rất là rộng luôn. 174 m² lận. Quý anh chị có thể xin thêm thổ cư. Hoặc là quý anh chị ở thì em nghĩ chắc cũng tầm như đây là ở được rồi. Đó, rất là nhiều cây xanh luôn. Gia chủ là người rất là thích cây xanh đó quý anh chị. Rất là nhiều các loại cây luôn này, bên này có cái kệ trồng mấy cái cây nữa nè. Căn này gia chủ đang chào bán là 5,5 tỷ nha quý anh chị, bao hết giấy tờ thuê phí, pháp lý đầy đủ, nằm ngay trung tâm mới thành phố Nha Trang, nó giúp nó nằm liền kề với khu đô thị Vĩnh Nghiêm Trung luôn. Phía sân này có rất nhiều cây cảnh luôn quý anh chị, thấy là rất là nhiều chậu cây. Quý chị khi mua là có thể thương lượng với chủ để làm một số cây cảnh cho mình nha. Đó, em quay cho quý anh chị xem tổng quan. Để em chuyển cam góc rộng cho quý anh chị xem nó rõ hơn nhiều hơn nha. Đây quý anh chị, em đổi cam rồi nè. Đó, chỗ này có cái bộ bàn là quý anh chị có thể ngồi đây. Buổi sáng mình có thể uống cà phê cùng với hàng xóm, bạn bè, cùng với gia đình. Đó, nhà mình nhà 2 tầng nha. Đó. Cái sông Giang rất là rộng luôn quý anh chị. Ở trên này có một cái mái che nữa nè, màu xanh nè, rất là đẹp luôn. Đó. Cũng ngồi chỗ này cũng rất là mát nè, cây cối rất là nhiều. Ở chỗ này có một cái vòm hoa, cây dây leo lên, nhìn rất là đẹp luôn quý anh chị. Đó, vườn hoa cây cảnh rất là đẹp luôn. Đó, nhà đất rất là rộng. Đó, quý anh chị đang tìm nhà vườn tại khu vực trung tâm thành phố Nha Trang thì vị trí này rất là phù hợp luôn. Giá rất là tốt cho một lô đất 174 m², có sẵn nhà cấp 4, có sẵn nhà 2 tầng nhé. Đó, cây cối rất là nhiều quý anh chị. Đây là đất. Bây giờ thì em sẽ vô trong nhà em quay cho quý anh chị xem nha. Đây là phía trước. Có, nói chung là có hàng rào ranh giới rõ ràng rồi nha. Bây giờ em sẽ vô trong nhà em quay cho quý anh chị xem. Thì nhà mình sẽ xây cao hơn mặt đường nha, lên 2 bậc tam cấp nè. Đó, phía trước thì mình sẽ có là đây là cái máy hiên nhà. Đó. Phía trên nè, đúc cho nên là bê đúc cho nên là nhìn rất là chắc chắn và đẹp. Đó, mấy cái trụ này là được ốp đá nè quý anh chị. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Gạch á, gạch. Cửa thì là cửa nhôm và kính nhôm, kính cường lực đó. Đây quay cái hiên, bây giờ vô trong nhà nè. Đó, bây giờ em sẽ vô trong nhà nha quý chị. Đó thì đây mình đầu tiên mình sẽ có bộ bề bàn nè, bộ bàn ghế nhìn rất là cao cấp quý chị, gỗ này, rất là cao cấp. Cái hệ bàn này cũng là bàn gỗ luôn, có cái lớp kính phía trên. Là vừa làm bàn ăn vừa là bàn tiếp khách luôn. Đó. Cái lớp cửa sổ của mình đây cũng sẽ có hai lớp cửa, cái khung cửa sắt bên trong và cái lớp cửa kéo kính bằng bên ngoài. Đó, cho nên là rất là đẹp luôn và thoáng. Đó. Nếu mà có nắng á, thì mình có thể kéo cái rèm này lại nè quý anh chị. Đó, kéo cái rèm lại thì sẽ không có bị nắng nha. Đó. Chỗ này mình sẽ có bộ hai cái ghế sofa nữa này. Đó là quý anh chị có thể ngồi đây là rất là êm luôn. Đó. Bên kia là mình sẽ có cái bộ sofa nữa. Đó, đây là bộ bàn ăn.
và cũng có thể tiếp khách được ngồi bên này, cho cái ghế này rất là đẹp quý anh chị, vừa gỗ nè, vừa có nệm nè. Cái bộ ghế này thì quý anh chị có thể đem ra vườn mình ngồi phía trước kia. Đó là đây gia chủ họ đem vô trong rồi. Đó. Còn đây sẽ là chỗ phòng khách nè. Đó. Bộ sofa nữa nè, có cái bàn là bằng gỗ cũng như là có cái lớp kính phía trên nè quý anh chị, rất là đẹp luôn. Đó, cái ghế này thì quý anh chị vừa ngồi vừa nằm cũng được. Rất là ok luôn. Trong kia thì sẽ có cái tủ đựng giày dép. Đó, nhà mình thì nhà vườn. Và cho nên không phải nhà ống, cho nên là nhà vườn mà nhà cao tầng nhưng mà có cái sân vườn đó, cho nên là nhà mình thiết kế rất là thoáng, có nhiều cửa sổ nè quý anh chị. Cửa sổ nó cho nên nhà lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng, không khí rất là trong lành nữa. Vô trong nhà. Đó, mình sợ nắng thì mình có thể kéo rèm lại. Đó, gia chủ thiết kế cực kỳ là tâm huyết với cái nhà này luôn. Rất là nhiều cửa sổ. Phía trên tầng là rất là nhiều đèn led nè. Đó, là đóng la phong á quý anh chị, nhìn rất là đẹp, đóng thạch cao chứ, rất là đẹp luôn. Đó, thì đây chỗ là khu vực không gian lên cầu thang nè. Là bây giờ em sẽ quay thêm ở chỗ này thì mình sẽ có cái không gian là phòng bếp. Thì phía trên phòng khách và phòng bếp thì sẽ có một vách ngăn bằng bê tông. Đó thì như đây là cũng đủ, rất là ok rồi. Bây giờ em sẽ xuống em không gian phòng bếp nè. Thì chỗ này là có cái máy may của chắc của cô chủ của làm mấy đồ may. Đó thì không gian bếp của mình đây, thiết kế cũng rất là đẹp và hiện đại luôn. Phía trên là mình sẽ có một cái hệ tủ gỗ phía trên là sơn màu trắng. Đó, đầy đủ máy hút mùi luôn. Đó. Đây có cái tủ nữa nè, đẹp nè. Đó. Và đây là mình sẽ có một cái hệ tủ phía dưới nè. Rất là nhiều ngăn cho các cô anh chị nội trợ. Đó, có thể đổ rất là nhiều, để rất là nhiều vật dụng ở nhà bếp của mình, nồi son chén bát. Đó, ở chỗ này có tủ lạnh cũng rất là to nè. Đó, những cái nội thất này là quý chị mua là gia chủ sẽ để lại toàn bộ cho mình nha. Đó, ở đây là gia chủ có ốp một cái lớp đá lên đây để cho khi mà mình nấu ăn á, đồ ăn nó có văng lên đây thì mình cũng dễ lau chùi nha quý anh chị. Đó là bếp, là bếp điện nha quý anh chị, cho nên nó cũng rất là ok nè. Bếp điện thì nó cũng giảm thiểu cháy nổ hơn là bếp ga. Đó thì chỗ này mình sẽ có một cái cửa sổ nữa này cho rất là thoáng luôn. Thì nếu quý anh chị mà sợ nắng thì có thể kéo cái lớp cái này xuống này, cái này nè, cái lớp rèm này xéo xuống nè. Đó, chỗ này là chỗ rửa chén. Đó thì phía dưới mình sẽ có một cái nhà vệ sinh nha. Thì nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh này nha. Đó thì em có bật đèn sẵn nha. Nhà vệ sinh thì cũng sẽ có máy giặt trong nhà vệ sinh luôn. Đó, phía dưới là cái cầu thang nè. Đầy đủ tiện nghi. Đó, bây giờ em sẽ lên cầu thang em quay cho quý anh chị xem nha. Để em lùi em lên cầu thang nè. Cầu thang của mình là sẽ ốp cái lớp đá granite á, cho nên là nhìn rất là đẹp luôn, cũng dễ lau chùi nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ lên cầu thang nha. Cái tay cầu thang là bằng gỗ nè quý anh chị, và dưới là bằng khung sắt, nhìn rất là chắc chắn luôn. Đó. Nhà mình thì gia chủ rất là thích cây xanh, cho nên là đi đâu cũng gặp cây xanh hết, trong nhà cũng có cây xanh luôn. Nó có rất nhiều cái bức tranh. Đó. Để em chuyển cam góc rộng em quay thêm lần nữa tổng quan nha. Đây, phía dưới phòng khách của mình. Bên kia bếp. Đó. Bây giờ mình sẽ lên cầu thang lên hướng này. Cầu thang. Đó không? Rồi mình lên. Chỗ này có cái cây cảnh này. Đó. Giờ mình sẽ lên cầu thang. Thì trên tầng 2 mình sẽ có là hai phòng ngủ. Có một nhà vệ sinh. Và một phòng thờ cũng như là có ban công nha quý anh chị. Đó. Đây, phòng ngủ của mình đây, để em đổi cam cho nó nét nha. Đây, phòng ngủ của mình đây quý anh chị. Đó. Nhìn là nhà mình là tông chủ đạo là màu trắng. Đó, cho nên là nhìn rất là nhà lúc nào cũng sáng đó, và đặc biệt là nhà rất là nhiều cửa sổ. Cho nên là nhà mình lúc nào cũng thoáng và mát á, tiết kiệm được điện. Để em mở cái cửa cho quý chị xem. Cái đường kia là đường của dưới Phú Nông kìa quý chị. Đó. Nhà mình tới hai lớp cửa. Đó, và có rèm đầy đủ, cho nên là nhà mình không có sợ là thiếu ánh sáng cũng như là nắng nha.
với là hướng hướng bắc nữa, cho nên rất là mát luôn. Chỗ này có bàn làm việc của chủ nhà, phòng cực kỳ là rộng luôn quý anh chị, cửa cũng chắc chắn, nệm này nệm cũng chắc là chắc chắn luôn. Đó, mình sẽ có thêm cái tủ đựng đồ nữa. Đó, gỗ cũng rất là ok, phía trên đóng thạch cao, đèn led, có máy lạnh, đó, đầy đủ. Cái phòng này cũng khá là rộng. Và trên này mình sẽ có nhà vệ sinh chung nè quý anh chị. Đó, nhà vệ sinh chung có đầy đủ từ máy nước nóng, vòi sen, đó, lavabo, rửa tay, thiết kế cũng rất là đẹp, hiện đại. Đó. Cái về gia chủ thiết kế cái gương này cũng rất là đẹp nè quý anh chị. Đó, này quý anh chị theo. Ốp cái lớp gạch trong cũng rất đẹp. Đây mình sẽ có một cái không gian là phòng để mình để những cái đồ nè quý anh chị. Đó, như là cái cúp này, nhà không biết cúp gì thì em quay cho quý chị xem những cúp gì. Giải, mấy cái giải thể thao quý anh chị. Đó. Này có cái máy lạnh, cái tủ lạnh nhỏ này. Bây giờ thì mình sẽ bên đây sẽ có một cái phòng khách, phòng ngủ cho quý anh chị, phòng ngủ thứ hai. Và điều đặc biệt là cái phòng này sẽ có cái ban công nha quý anh chị, ban công. Đây, phòng cực kỳ là rộng và đẹp luôn quý anh chị. Đó, máy lạnh đầy đủ, đèn led đầy đủ. Đó. Có bộ sofa nhìn rất là dễ thương luôn quý anh chị. Hình trái tim nè. Ồ, có cái tủ gỗ màu trắng. Đó, cửa sổ. Nhà mình thiết kế rất là đẹp luôn quý anh chị. Đó, bộ trang điểm dành cho chị em. Đó, tivi. Rồi, đây là cái ban công. Rồi để em quay cái ban công cho quý chị xem nha. Đây là cái ban công nhà mình nha. Đó, ban công rất là rộng luôn quý chị. Ở chỗ này mình có thể để bộ ghế, mình ngồi uống cà phê cũng được nè. Cây cối cũng rất là nhiều, cây xanh. Cho nên nhà mình lúc nào cũng có không gian xanh đó. Cho nên không khí rất là trong lành luôn. Rất phù hợp để mình ở, mình nghỉ dưỡng nè. À. Cây xanh rất là nhiều quý anh chị, em rất thích dạng cây xanh như thế này luôn á. Ban công cũng rất là cao nha quý anh chị, không có sợ con cái trèo lên. Đây em đổi cam góc rộng, em quay cho nó rộng thêm cho quý anh chị xem cái góc nhìn nó rộng hơn nè. Bên kia mình cũng sẽ có ban công ngay chỗ cái phòng thờ nha. Đây nhìn xuống dưới nè. Đây là cái cửa. Đó. Phía trên mình cũng có đèn luôn quý anh chị. Đó. Bây giờ mình sẽ qua cái phòng thờ nè quý anh chị. Đó, phòng thờ thì bên cạnh cái phòng ngủ thứ hai luôn. Đó, bên đây nha quý anh chị. Đó, để phòng thờ bên đây. Rất là rộng luôn quý anh chị. Và có ban công nè, có cái cửa rất là rộng nè quý anh chị. Cửa này đó, có rèm đầy đủ nha. Nhà mình thiết kế rất là đẹp luôn quý anh chị. Quý anh chị quan tâm căn nhà và muốn mua để ở, nghỉ dưỡng, hoặc là quý anh chị mua để đầu tư thì liên hệ sớm với em ăn nha. Đó, số điện thoại của em là 0353 687 732. Thì quý anh chị quan tâm thì liên hệ sớm với em ăn nha. Quý anh chị thấy hay thì nhớ like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho em ăn nha quý anh chị. Bây giờ em quay cái sổ cho quý anh chị cùng xem nha. Thì trên sổ mình sẽ là diện tích 175,1 m². Đó, nhưng mà khi quý anh chị mua thì là mình mua 160 m² nha quý anh chị. Bởi vì chị chủ, cô chủ có chia cái phần đất này lại làm cái đường cho bên phía ngoài của cô. Cho nên khi mình làm sổ sẽ làm lại sổ là trên sổ, tức là 160 x 175 nha quý anh chị. Thì trên đất đang có là sẵn là 55 m² là đất ở đô nông thôn, tức là đất thổ cư nha quý anh chị. Còn lại đất trồng cây lâu năm nhưng mà cũng đều là phù hợp đất thổ cư hết. Thì nhà mình xây dựng hoàn công hết rồi nha quý anh chị. Đây nhà hoàn công đây, diện tích xây dựng là 55 m², còn diện tích sàn là 110 m², tức là nhà 2 tầng đó, nhà cấp 3. Đây cái vị trí của cái căn nhà mình đây là chỗ B2 đây. Là cái chủ, còn ở đây là cái sân vườn nè quý anh chị, khi nãy em có quay cái sân vườn đó. Đó, còn cái mặt mặt ngang của mình là quý anh chị.
Về cộng hai này lại là gần khoảng hơn 13 mét nha quý anh chị. Và sâu vô trong là khoảng hơn là gần 12 mét. Đó. Thì cái tổng quan cái sổ cho quý anh chị xem. Tức là gia chủ bán là 160 mét nha quý anh chị, chứ không phải 175 đâu. Bởi vì chừa lại một phần cho bên phía ngoại làm đường rồi. Rồi quý anh chị quan tâm thì liên hệ sớm em ăn nha. Em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em ạ. Bây giờ em sẽ chạy xe đi ra đường chính cho quý anh chị cùng xem nha. Đó, mình sẽ đi ra đường này. Đi gì vậy? Bữa nay em quay nhà chị không? Nha. Đây là ra đường chính là đường Cầu Dước Phú Nông nha quý anh chị. Cái đường này rất là nổi tiếng tại xã Vĩnh Ngọc. Xã Vĩnh Ngọc thì nó sẽ liên kề với xã Vĩnh Hiệp nha quý anh chị. Xã Vĩnh Hiệp nó sẽ liên kề với phường Ngọc Hiệp và xã Vĩnh Ngọc. Hướng này là hướng 2310 nè quý anh chị, đường này 2310 nè. Hướng kia là lên tới nút giao Ngọc Hội về trung tâm thành phố Nha Trang. Còn cái hướng này là đi Vĩnh Ngọc, đi Vĩnh Thạnh nè, đi lên Thành đó quý anh chị. Đó, em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em ạ. Để em quay thêm đoạn cho quý anh chị xem nha. Bên kia sẽ là cái nhà yến nè, nhà yến Nha Trang. Bên qua cầu dứa.